Chào tất cả anh em quay trở lại với kênh Phú Tùng xe đạp của công trình. Về cái ông quay to số la đây. Mua nhiều cái lắm. Này chút nữa anh mở đây. Ui chú chà. Được. Rồi, giấc. Giữa. Linh ạ. Nhìn chút nữa. Có thấy. Dựng đấy, ok, cho ra. Nắm hai trái gầm với cái sổ để ngón tay được. Ui chú cha anh em ơi, quá rình. Từ nha, từ từ. Chụp một tấm. Rồi, cho ra. Rất quá đẹp. Rồi nghiêng luôn. Rửa nghiêng chút, rửa chút cho nó đẹp. Nên nè, mấy cái này không dễ gì hư được đâu. Quá chuẩn. Đây này, nhìn ra xa mà nhìn thấy là nó giỡn nè, vô rửa luôn tầng gì giùm á. Bảo quan bên á, anh bảo quan bên đó. Tầng mỏng lắc không? Cầm tầng mỏng lắc qua lắc lại. Ok. Ha, thấy giỡn rồi nè, vô rửa cọ nách cái để quay cho nó chính xác. Chưa gặp cái nào riêng như vậy nè. Chưa gặp cái nào riêng như vậy. Cốt là mỹ mãn luôn á, cái cốt dày dữ lắm luôn. Về dưới bộ ngang kéo anh em. Thấy không? Bộ ngang kéo này là chiến lược luôn. Ngang kéo là chiến lược luôn em. Chế cho như mấy cái tì nhỏ. Xe 05 là coi như chiến lược luôn. Ôi trời, quá tuyệt. Dựng đó anh em thấy không? Dựng nách đấy. Đẹp. Để nữa cái tầng mỏng quay cái tầng mỏng cái nữa. Nhưng tầng mỏng cái nữa cho nó máu lửa chút đó. Không thể chơi được anh em.
Rồi anh em cần phụ tùng thì liên hệ phụ tùng xe đạp với công trình, số điện thoại là 0907 255 116. Cảm ơn anh em đã theo dõi lúc này nhé. Anh em like cho một like, rửa luôn cái đá sạch chuột quẹt cái này cho nó sạch. Đăng ký kênh và bấm chuông nha để mình up những video mới. Cái này anh mở cái đầu kia này là được. Thank you anh em, cảm ơn rất là nhiều.